Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vòng ghép đấu của bản đồ cấp độ 4 thành phố biển. Ok. Thành phố biển của chúng ta ở bản đồ cấp độ 4 nó có một cái cơ chế ghép đấu cực kỳ khác so với tất cả các bản đồ lục quân trước kia. Ở đây thì đây là màn hình chào mừng sau cái quá trình đăng ký thành công, thì hệ thống sẽ đưa cả 8 liên minh vào trong một mặt trận. Và trong 8 liên minh này nó sẽ chia làm hai nhóm. Nhóm số 1 là gồm có 50% những liên minh có lực chiến cao nhất mọi thời đại, và nhóm số 2 thấp hơn. Đó. Và nhiệm vụ của các nhà lãnh đạo trong cái giai đoạn này là chúng ta sẽ phải đi lựa chọn đội của mình. Về vấn đề đội thì mình đã giới thiệu ở video clip gần nhất rồi. Mỗi một nhà lãnh đạo của các liên minh hoàn toàn có thể tự mình tạo dựng riêng một đội, hoặc có thể rời bỏ đội đó để tham gia vào một đội khác ở trong cái vòng đấu, vòng ghép đấu, nhớ nhá. Và cái đội chỉ được hình thành khi chúng ta đảm bảo được 50% số đội ở trong nhóm số 1 và 50% số đội ở trong nhóm số 2 là được tham gia. Còn nếu như chúng ta không đủ số lượng liên minh thì cái đội đó sẽ không được thành lập. Và chủ của cái đội đó sẽ được quyền phân phối các vị trí chiến đấu của các liên minh đồng minh, của các liên minh thành viên trong bản đồ của chúng ta. Đấy, thì phân phối như thế nào thì lát nữa mình sẽ nói qua về chỗ này. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có những cái lưu ý là hệ thống nó sẽ chỉ có hai phe xanh và phe đỏ ở trong bản đồ này thôi. Cho nên nó sẽ có những tình huống như sau. Nếu như kết thúc cái vòng ghép đấu, chúng ta tìm ra được hai đội với đầy đủ số liên minh bên trong, thì hệ thống sẽ sử dụng hai đội này để phân phối vào trong bản đồ cấp độ 4 của chúng ta. Còn nếu như chỉ có một đội hoàn chỉnh được thành lập thì đội còn lại, những liên minh còn lại sẽ tự động được ghép vào đội còn lại, kể cả các nhà lãnh đạo không tham gia bất cứ một đội nào. Còn trong trường hợp mà không thành lập được bất cứ một đội nào thì hệ thống nó sẽ can thiệp và phân chia ngẫu nhiên các liên minh của hạt giống số 1 vào một nhợ vào và hạt giống số 2 vào, miễn là làm sao đủ đảm bảo yêu cầu là mỗi đội sẽ gồm có 2 liên minh đến từ hạt giống số 1 và 2 liên minh đến từ hạt giống số 2. Và như các bạn thấy ở đây, chúng ta có danh sách các đội. Cái này thì chủ của liên minh hoặc là phó liên minh và nhà lãnh đạo, nhà ngoại giao, R4 ngoại giao, sĩ quan ngoại giao có thể thành lập lên một đội, và các liên minh khác có thể tham gia vào các đội này. Ví dụ là đội MSTH, họ được thành lập ra nhưng hiện tại mới chỉ có một liên minh là thuộc nhóm số 1 tham gia, còn lại vẫn chưa có ai. Còn đội của mình được thành lập bởi liên minh Enemy thì hiện tại đang có 2 liên minh đến từ nhóm hạt giống số 1, và của mình vẫn còn đang thiếu 2 liên minh nữa đến từ hạt giống số 2. Còn đội Dragon đây mới chỉ có 1 liên minh đến từ hạt giống số 1 và 2 liên minh đến từ nhóm hạt giống số 2. Như vậy nếu như vẫn cứ giữ nguyên tình trạng hiện tại thì kết thúc cái vòng ghép đấu là không có đội nào được hình thành. Mà không có đội nào được hình thành hoàn chỉnh thì hệ thống sẽ phân phối lại ngẫu nhiên những liên minh còn lại vào một trong các đội khác nhau, là đội xanh hoặc đội đỏ. Đó. Cho nên là cái này chúng ta cần phải lưu ý, và các nhà lãnh đạo cần phải thống nhất từ sớm cái việc lựa chọn đội của mình, thay vì để hệ thống tự động chọn ngẫu nhiên. Rồi, đây là đội của mình. Đội của tôi đang có 2 thành viên, 2 liên minh đến từ nhóm hạt giống số 1. Đội của tôi vẫn còn đang thiếu 2 liên minh nữa, cho nên là nó vẫn đang có một biểu tượng thông báo là chưa được đầy đủ. Và nếu như chưa được đầy đủ như thế này thì kết thúc vòng ghép đấu, hệ thống sẽ tự động điền thêm 2 liên minh khác của nhóm hạt giống số 2 vào trong này cho nó đủ đội. Rồi, ở đây chúng ta còn có một cái điểm đặc biệt nữa ở bản đồ cấp độ 4 thành phố biển. Chủ liên minh của cái đội đó hoặc là phó liên minh
hoặc là các nhà ngoại giao hoàn toàn có thể thay đổi vị trí xuất phát ở trên bản đồ. Chúng ta có thể lựa chọn các vị trí xuất phát khác nhau ở 4 góc của bản đồ. Bản đồ cấp độ 4, thành phố biển sẽ có 4 cái góc là đất liền, có đất liền để xuất phát như thế này. Và mỗi một góc chúng ta sẽ có 2 vùng an toàn. Như vậy chúng ta vẫn đảm bảo được đủ 4 vùng an toàn khác nhau. Đó. Và trong cái quá trình mà chúng ta phân chia đội xanh hoặc đội đỏ thì chủ liên minh, chủ của cái đội đó, người đứng đầu của đội đó sẽ có thể gán các thành viên liên minh vào các góc khác nhau của bản đồ. Để từ đó sẽ xuất hiện, để từ đó sẽ xuất phát vị trí xuất phát đầu tiên để tiến vào chiến trường. Và các vùng an toàn này sẽ chỉ được công bố khi chúng ta thực sự tiến vào chiến trường. Còn hiện tại sẽ không ai biết là cái liên minh đó xuất hiện ở vùng màu xanh hay vùng màu đỏ. Và khi mà chúng ta tiến vào chiến trường thì các căn cứ cũng sẽ chỉ xuất hiện ở trong các vùng an toàn này trước, để chúng ta có sự xuất phát bằng nhau. Đây là một trong số những tính năng rất hay để giúp cho các nhà lãnh đạo có thể được điều chỉnh được chiến thuật của mình. Việc sắp xếp các thành viên trong liên minh xuất phát ở các vị trí khác nhau, nó sẽ đem đến tính chiến thuật cực kỳ lớn. Đội xanh hay đội đỏ chúng ta sắp xếp nó hợp lý thì có khả năng phối hợp được lẫn nhau. Và các bạn hoàn toàn có thể phóng to được cái màn hình này lên để chúng ta xem rõ hơn chi tiết về bản đồ biển của thành phố cấp 4. Và chúng ta có thể nghiên cứu cái bản đồ biển này trước khi chúng ta tham chiến chính thức. Ok, thì đây là thông tin cơ bản về quá trình ghép đấu và bắt cặp. Cái điều này nó cho các người chơi có quyền tự quyết định số phận của mình trước khi hệ thống can thiệp. Đây là một trong số những tính năng mình nghĩ rằng cực kỳ hay. Đó. Và hiện tại chỉ còn có 4 giờ nữa để các liên minh có thể tự chọn đội của mình trước khi hệ thống can thiệp và bắt đầu vào vòng đấu thực tế. Ok, rồi, hy vọng là với những thông tin như thế này thì đã có thể giúp cho các bạn có một cái hình dung tốt nhất cho bản đồ biển thành phố cấp độ 4 để chúng ta có sự chuẩn bị tốt nhất nhé. Và hy vọng là với những sự thay đổi như thế này, nó đem đến một làn gió mới cho trò chơi này, để chúng ta có thể thích nghi, thay đổi và cảm thấy hứng phấn hơn khi tham gia vào trò chơi này nhé. Và nếu như các bạn thấy video clip này hay thì xin các bạn like, share và subscribe cái channel của mình. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.